Trong video trước, nhóm thầy trò đường Tam Tạng đã bị đám yêu quái bao vây. Vốn dĩ đám yêu quái vực sâu này bình thường chưa từng rời khỏi khe đất, bây giờ lại khác thường như vậy, chỉ sợ đã biến thành ám hồn. Bởi chúng liên tục tấn công, đám người đường Tam Tạng cũng tra đòn liên tục. Lão vừa đánh vừa không quên nhắc nhở mọi người tập trung tinh thần bảo vệ Tiểu Vũ. Mặc dù thực lực đám này không quá mạnh, dễ dàng dùng một đòn là có thể hạ gục. Tuy nhiên, số lượng lại quá đông, muốn giết chết vô cùng khó khăn. Bạch Lang quyết định sử dụng lòng hồn thiêu đốt hết bọn chúng, cậu hóa thành bộ dạng một con rồng tấn công liên tục. Cách này có vẻ hiệu quả hơn, tuy nhiên Bạch Lang lại quên mất một điều quan trọng là bảo vệ Tiểu Vũ. Không có người bảo vệ, nàng ta nhanh chóng trở thành mục tiêu tấn công và bị bao vây. Đường Tam Tạng thấy nàng gặp nguy hiểm liền nhắc nhở, cũng may là Ngao Tuyết kịp thời hỗ trợ, hắn sử dụng điện lòng hồn giải quyết hết mối nguy hiểm trước mặt. Đường Tam Tạng chứng kiến cảnh tượng mồi chiều giết địch cũng kinh ngạc, không ngờ sức mạnh của Ngao Tuyết đã đạt tới mức này. Lấy lại tinh thần, lão liền hạ lệnh cho Sa Ngộ Tĩnh động thủ. Sa Ngộ Tĩnh lập tức sử dụng ra kỹ năng, một kiếm vung ra đẩy lùi vô số yêu quái. Ở trên cao, Ngao Tuyết chậm rãi quan sát tình hình, nhận ra mọi người đang tập trung giết địch mà quên mất Tiểu Vũ, hắn liền vui mừng. Hắn lập tức lao xuống rồi mang nàng ta rời đi. Đến khi mọi người phát hiện Tiểu Vũ mất tích thì đã quá muộn. Lúc này Đường Tam Tạng cũng không giữ nổi bình tĩnh. Trước đó lão cũng đã dự liệu trước, không ngờ Ngao Tuyết cuối cùng vẫn động thủ, việc cấp thiết lúc này là đuổi theo. Về phần Ngao Tuyết, hắn mang Tiểu Vũ đến một nơi bí mật. Hắn không ngờ bản thân mình ngơ ngác cả đời, chuyện lớn đầu tiên làm lại chính là phản bội Đường Tam Tạng. Bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa, chỉ cần Cổ Long nhận được tín hiệu sẽ lập tức từ Vân Ngoại Thiên chạy tới đây. Quả đúng là như vậy, sau khi phát tín hiệu đi, Cổ Long liền lập tức xuất hiện. Lão vô cùng vui mừng, không ngờ Ngao Tuyết lại đáng tin tới vậy. Ngao Tuyết chỉ tay về phía Tiểu Vũ, cô ta chính là hóa thân của Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Việc đã làm xong, hắn liền đòi hỏi lão cũng trả lại Ngao Linh. Nhìn qua Tiểu Vũ một lượt, Cổ Long cũng gật đầu, đúng thực sự là hóa thân của Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Lần này làm rất tốt, lão nên ban thưởng cho Ngao Tuyết. Tuy nhiên, Ngao Tuyết lại chỉ quan tâm tới an toàn của Ngao Linh. Cổ Long khẳng định chắc nịch, nếu đã nói thả thì tất nhiên sẽ thả, không cần sốt ruột. Con bé ở chỗ lão điều dưỡng còn rất không tệ. Lão tiến lại gần định tóm lấy Tiểu Vũ, vậy nhưng Ngao Tuyết lại nhanh chân đoạt lấy trước. Hắn yêu cầu thả người trước, nếu không sẽ ném cô ta xuống dưới. Tuy nhiên, Cổ Long lại không hề có chút hoảng sợ, thậm chí còn uy hiếp ngược lại. Lời lão nói, hắn chỉ cần phục tùng, đừng có chất vấn, càng đừng nghĩ tới rời cho con nít nào đó. Cổ Long trực tiếp cướp lấy Tiểu Vũ từ trên tay Ngao Tuyết, sau đó bắt đầu hấp thu sức mạnh của Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Chỉ cần làm xong bước này, thân thể lão sẽ được cứu, tới lúc đó lại có thể lần nữa quay về thế gian tự do tự tại. Tuy nhiên điều cả hai không ngờ được là Cổ Long lại bị sặc vì cát, và hóa ra thân thể Tiểu Vũ trước mặt là cát hóa thân do pháp thuật của Sa Ngộ Tĩnh biến thành. Tới đây thì Ngao Tuyết mới nhận ra bản thân mình đã bị Đường Tam Tạng tính kế. Mà Cổ Long thì càng thêm tức giận, lão quay sang tra hỏi Ngao Tuyết rồi lấy Ngao Linh ra đe dọa. Ngao Tuyết muốn xin thêm một cơ hội nữa, vậy nhưng lời vừa mới dứt thì giọng nói của Đường Tam Tạng đã vang lên. Thì ra nguyên nhân cướp lấy Tiểu Vũ là bị người khác ép bức. Hắn nên sớm nói ra Đường Tam Tạng sẽ giúp hắn giải quyết. Sự xuất hiện của Đường Tam Tạng làm Ngao Tuyết kinh ngạc, trong khi đó Cổ Long thì vẫn bình thản. Người thế gian đúng là không biết trời cao đất rộng. Hai bên trao hỏi nhau một hồi, trong thời gian nói chuyện đó, Sa Ngộ Tĩnh đã hóa thân thành một con côn trùng rồi tiếp cận Cổ Long. Tức giận vì bị cản trở, Ngao Tuyết trực tiếp lần mặt, thậm chí còn cố gắng chọc tức Đường Tam Tạng, nhắc lão nhớ về nỗi đau trong quá khứ. Mục tiêu của Ngao Tuyết hiển nhiên là tiếp cận rồi định tấn công lão từ phía sau. Đáng tiếc là Đường Tam Tạng đã có chuẩn bị từ trước nên phản công trước. Ý định không thành, Ngao Tuyết tức giận, hắn bộc phát thực lực rồi lao tới solo tay đôi. Đường Tam Tạng thấy vậy cũng tuyên bố, nếu đã như vậy, lão cũng không khách sáo nữa. Ngao Tuyết nhanh chóng bị đấm cho hộc máu mồm. Điều này làm hắn giận dữ tấn công mạnh hơn. Đáng tiếc là không ăn được Đường Tam Tạng và bị lão bón hành liên tục. Ở bên ngoài quan sát, Tiểu Vũ lo lắng cho an nguy của Đại Pháp Sư. Vậy nhưng chữ bát giới thì lại cực kỳ tin tưởng. Sư phụ muốn đối phó Ngao Tuyết liền dư sức, có điều hình như ra tay hơi nặng. Đứng trên không quan sát, Cổ Long vô cùng thích thú. Trong lúc tập trung quan sát, Sa Ngộ Tĩnh cũng động thủ, hắn tạo ra một vòng lốc xoáy bằng cát bao vây Cổ Long vào bên trong. Vậy nhưng còn chưa rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo thì phim đã chuyển cảnh tới thiên cung. Nơi này là nhà lao phủ đảo, nơi giam giữ những tội thần. Người bị giam ở đây chính là Chí Quốc Thiên, tướng quân phía đông thiên giới. Lý do khiến lão bị giam giữ chính là tự ý thả Như Lai. Ngày hôm nay lão có khách tới thăm, người tới là Côn Sa Môn Thiên, tướng quân phía bắc thiên giới. Côn Sa Môn Thiên hỏi thầm, thả tên phản đồ Như Lai kia đi, khiến bản thân rơi vào tình cảnh như vậy có đáng hay không? Chí Quốc Thiên nhanh chóng đáp lời, Như Lai không phải phản đồ, lão cả đời hành sự đều không thẹn với lòng. Lão tin rằng, Đế Thích Thiên đã thay đổi rồi, thiên giới đã bị ám hồn thâm nhập làm việc ác, bởi chúng chỉ cho thời cơ tới, cần phải cẩn thận. Côn Sa Môn Thiên nghe vậy cũng kinh ngạc, không ngờ lại có chuyện này.
Tri Quốc Thiên cảm khái, lão tự trách bản thân không sớm một chút ngăn cản, mới dẫn tới cục diện không thể cứu vãn như ngày hôm nay. Côn Sa Thiên Môn cũng tin tưởng, chắc là lão bạn già này đã biết cách ngăn cản, nếu không sẽ không liều chết thả đi Như Lai. Tri Quốc Thiên không phủ nhận, chuyện này chỉ có Như Lai mới có thể làm được, làm như thế nào thì lão không tiện tiết lộ. Vậy nhưng có câu nói khẳng định chắc nịch của Côn Sa Thiên Môn rằng sẽ không để cho ám hồn làm nguy hại tới thiên giới thì lão cũng yên tâm. Chuyện cần nói cũng đã nói, cần biết cũng đã biết, Côn Sa Thiên Môn liền quay trở về. Trước khi rời đi vẫn không quên nhắc nhở Tri Quốc Thiên cẩn thận, tự lo cho tốt, rất có thể Đế Thích Thiên sẽ xử lão. So với cái chết, lão càng lo thiên giới sẽ sụp đổ hơn. Nhớ lại trận chiến 300 năm trước tại Phế Đô, Đế Thích Thiên và Atula Vương La Hầu từng có một trận chiến, có vẻ như kẻ chiếm được thế thượng phong chính là La Hầu. Nhìn thấy lão bạn già gặp nguy hiểm, Tri Quốc Thiên phải lao tới giải nguy, cứu ra Đế Thích Thiên. Hai người bọn họ lập tức bỏ chạy. Đế Thích Thiên lúc này đã bị trọng thương nặng. Lần này thiên giới thương vong thảm trọng, lão tự nhận đã phán đoán sai tình thế. Hai người chậm rãi dắt tay nhau rời đi, tuy nhiên bọn họ nhanh chóng bị đám Atula đấu sĩ ngăn cản lại. Trong tình thế nguy cấp đó, Tri Quốc Thiên vẫn kiên quyết sẽ cố hết sức bảo vệ cho Đế Thích Thiên. Có thể nói rằng, giữa Tri Quốc Thiên và Đế Thích Thiên đã có một giai đoạn kề vai sát cánh vào sinh ra tử, cho nên lão không tin Đế Thích Thiên sẽ giết mình. Nói tới đây thì tập phim cũng đã hết rồi, và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy nhớ đón xem nhé! Nếu thấy video bổ ích, đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!